Đó, bữa nay nó cũng vừa nhận được những cái cáp, và nó là cáp S1 đó, của Lubang gửi cho tôi đó, thì nó có 4 model là 7G, 7B, 8 8G, 8B. Thì bữa nay nó nhận một cái máy của khách vô thay đó, thì tôi cắt bà bỏ cái cáp 3D, tại vì từ iOS 12 á là nó đã tích hợp cái tách 3D vô cái hệ vành rồi ha, hệ vành iOS 12 rồi, thành ra là cái nút này nó không còn tác dụng. Và sau một thời gian nghiên cứu thì những cái nhà là nước thay vì là nút home vật lý, họ sẽ đóng có con IC trên cái nút home vật lý, thì bây giờ họ sẽ làm ra một sợi cáp và có con IC trên cái sợi cáp này để thay thế cho cái dây cáp tách 3D để nó không còn tác dụng nữa. Và mình để có cái dây đây mà mình cắm trực tiếp lên trên cái gắn lên cái máy, mà cắm nút home lên, mình gắn trực tiếp vào cái bo đó. Đây đây là cái bo tôi đã gắn hai trực tiếp rồi ha, đó, gắn sợi dây của tách 3D vô và gắn ở đây đó. Thì bây giờ tôi sẽ thử nút home, nó cũng tôi cảm giác thấy là nó rất là nhạy nha. Rồi tôi sẽ thử cái độ nhạy của cái sau đi khi đã thay sợi dây này vào ha, tức là mình nhấn cái là nó lên, nhấn cái nữa nó mở khóa, nhấn giữ nó sẽ lên Siri nè, nhấn cái nữa mở khóa ha, nhấn giữ nó sẽ lên Siri, tức là chức năng 3D này ha. Và mình nhấn hai cái là nó sẽ gọi là cái kéo xuống giữa màn hình, gọi là chức năng hand drop hover gì đó, tôi cũng không có rành lắm về cái xài mấy cái này nữa đó, thấy không các bạn không? Bây giờ mình tắt nguồn bật lên, ấy tắt nguồn, nhấn cái nó lên, nhấn cái nữa nó đó, rất là nhẹ nhàng đúng không? Nó rất là nhẹ nhàng, và những chức năng 3D đó là vẫn xài được ha. Nhưng Siri nè, giữ lên Siri nè, hoặc là nhấn hai cái nó sẽ kéo về nữa màn hình nè đó. Đó, các bạn nào cần thì cứ liên hệ với tôi, với lại cái mua cái dây này về tận dụng được cái nút home zin. Lâu nay mình dư quá trời dư đó, mình bán được là mình dư nút không đó, mình gắn rồi nút không zin bao giờ nó cũng ngon hơn, nút không vật lý nó nhạy hơn. Thì bây giờ gắn được thay cái sợi dây này và cái cảm ứng nó rất là nhạy, nó không bị ngủ đông, nó không bị boot khởi động lâu, và ngay cả những chức năng 3D nó vẫn xài được, nó là tương đương với lại mình mua cái nút tách 3D của những cái hãng bên ngoài đó. Đó là những sợi cáp có 4 model là 7, 8. Thì thực chất ra là vậy, gì nó thay cái con IC trên cái nút home vật lý nó thành ở đây, và nút thay nút home không phải home vật lý mà home 3D á, nó mới có tác dụng, tức là tất cả những cái chức năng của 3D nó đều có tác dụng, và con IC nó nằm đây. Nó không phải riêng gì Luban không, mà rất là nhiều hãng nó đã ra rồi, tôi thấy còn cái hãng có cái logo chữ X nó cũng đã ra rồi. Và cái cáp Luban này như nó tặng cho tôi mỗi thứ vài sợi, cái chục sợi gì đấy để xài thử coi sao. Rồi các bạn nếu cần thì cứ liên hệ với Hải Minh Mobile 385-7 Quang Trung, quận 10, Gò Vấp. Số điện thoại là 0913745457, hoặc số điện thoại Hồng là 0917350539. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.